Đây là nước sốt cơm thịt heo Hokkaido đến từ công ty thực phẩm Bell. Món butadon hay còn gọi là cơm thịt heo nướng vốn là một món đặc sản nổi tiếng tại vùng Tokachi, tỉnh Hokkaido. Với nước sốt này, món cơm thịt heo nướng có thể được chế biến một cách dễ dàng. Mình ăn thử đi. Mình ăn thử để biết mùi vị như thế nào ha. Ngon ghê á. Nó hơi ngọt ngọt. Khác với lại thịt heo ở Việt Nam mình nhiều đúng không? Cái nước sốt tưới lên nó sánh sánh và ngọt ngọt như vậy. Làm cho cái món ăn nó có một cái hương vị rất là độc đáo. Nếu các bạn có một lần thử món butadon nổi tiếng của vùng Hokkaido thì hãy dùng kèm với lại nước sốt thịt cơm thịt heo nướng này ha.